cái sky lift này, đi lên trên này sẽ được đi cái sky bridge. Sky bridge nằm bên này nè. Đi chơi xong thì sẽ được đi xuống lại. Mua một lần thôi. Admission sẽ được đi từ nguyên ngày tới 10 giờ đêm. Ban ngày đi lên chơi, rồi buổi tối có thể lên rồi nhìn xuống cái thành phố này. Gatlinburg hả? Thành phố cũng vui, nằm ngay trước cổng của Great Smoky Mountain National Park. Mickey!